Với khát vọng đánh thức tiềm năng lợi thế của vùng Đông Bắc Tổ quốc, nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh luôn trăn trở việc làm thế nào để xây dựng một tuyến cao tốc kết nối trực tiếp với Hà Nội, Hải Phòng. Tuy nhiên, để có thể triển khai được dự án này, Quảng Ninh đã gặp phải rất nhiều khó khăn trở ngại, trong đó đặc biệt là về nguồn lực đầu tư. Đứng trước thách thức như vậy, với tinh thần đột phá sáng tạo, tự lực tự cường, Quảng Ninh đã mạnh dạn đề xuất và là địa phương đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Tiếp đó, để thu hút được nguồn lực triển khai dự án, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số 10, thí điểm áp dụng triển khai các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Đồng thời, để đảm bảo phương án tài chính của dự án, tỉnh đã báo cáo đề xuất tách toàn tuyến thành hai phần. Trong đó, tỉnh chi ngân sách đầu tư đoạn cao tốc nối từ Hạ Long đến cầu Bạch Đằng. Nhà đầu tư chỉ phải bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng. Với cách làm này, không chỉ để Quảng Ninh gỡ được nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai dự án, mà còn trở thành bài học kinh nghiệm thực tiễn cho phương thức huy động nguồn lực phát triển mới trong cả nước. Năm 2010, khi nhận được thông tin đường cao tốc 5B Hà Nội - Hải Phòng đã xong và chuẩn bị khánh thành, anh em lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi đi sang bên cảng Đình Vũ là cái điểm cuối của con đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 5B. Anh em đứng ở đó suy nghĩ phải chăng nếu như Hạ Long làm một tuyến đường với có một cái cầu qua sông rừng, cầu Bạch Đằng để lối vào cái điểm cuối của đường 5B thì Quảng Ninh sẽ có cao tốc từ Hạ Long đi Hải Phòng và lên Hà Nội. Với 7 quy hoạch chiến lược thì tỉnh Quảng Ninh đã hiện thực hóa những cái điều đấy, huy động mọi nguồn lực tổng thể và bằng hình thức PPP mà chính phủ đã cho phép thì đã triển khai được cái tuyến đường cao tốc xuất phát điểm từ Hạ Long đi Hải Phòng. Đóng góp quan trọng nhất của Quảng Ninh là cung cấp một cái hình mẫu, một cái cách tiếp cận phát triển rất mới cho cái đất nước này, cho các cái địa phương, mở ra cơ chế để mà tạo động lực, thu hút nguồn lực. Tức là mở ra một cái cách làm mới, một con đường mới cho phát triển. Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được thiết kế dài 24,6 km, gồm hai dự án thành phần là đường cao tốc từ Hạ Long đến cầu Bạch Đằng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Có tổng vốn 6.416 tỷ đồng, chiều dài 19,3 km. Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến, dài 5,3 km, đầu tư theo hình thức BOT, tổng vốn 7.277 tỷ đồng. Là địa phương đầu tiên được giao làm chủ đầu tư cao tốc trong cả nước, do vậy việc quản lý dự án, tổ chức thi công, giám sát chất lượng cũng chưa có tiền lệ. Trong quá trình triển khai dự án đã gặp khá nhiều khó khăn như đặc điểm địa hình phức tạp, có diễn biến bất thường, độ lún cố kết kéo dài, những đoạn tuyến phải gia tải chờ lún đến 18 tháng. Đoạn đầu tuyến có nhiều hang cát làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công cầu sông Hốt. Riêng cầu Bạch Đằng trong thời điểm đó là cầu thứ 8 trên thế giới thiết kế dây văng nhiều nhịp và là cầu đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời đây là cây cầu dây văng tự thiết kế, tổ chức thi công, có khối đúc hẫng dài nhất Việt Nam. Cây cầu đầu tiên của Việt Nam sử dụng công nghệ xe đúc chạy dưới có trọng lượng đến 215 tấn. Đặc biệt, cầu Bạch Đằng vừa bị khống chế chiều cao, vừa khống chế về tĩnh không thông thuyền. Ở dưới thì yêu cầu là cái tĩnh không thông thuyền. Ở đấy đang thiết kế là 48,4 mét tĩnh không thông thuyền. Và bên trên thì cái giới hạn dưới 100 mét. Thì như vậy là ở trên khống chế, ở dưới khống chế. Cho nên là cái hình thành cái cầu là có 3 tháp. Thấp thì dâng ra cái góc nghiêng nó bé thế thì cũng làm cái phức tạp trong cái thi công. Lãnh đạo tỉnh cũng rất là quyết liệt, chỉ đạo sát sao quyết liệt và bất kỳ lúc nào mà có đề xuất hoặc là có những cái trao đổi là sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng tháo gỡ những khó khăn và cũng đồng thời cũng là đôn đốc đốc thúc liên tục về mặt tiến độ. Với sự quyết tâm của tỉnh, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ kỹ sư, công nhân trên các công trường xây dựng, những khó khăn về kỹ thuật lần lượt được tháo gỡ, tiến độ thi công được duy trì, chất lượng công trình được quản lý chặt chẽ, tiến độ dự án được đảm bảo theo kế hoạch, là một trong những dự án đường cao tốc có thời gian thi công nhanh nhất tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 9 năm 2018, trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, tuyến cao tốc đầu tiên của tỉnh được khánh thành và đưa vào khai thác, không chỉ giảm cự ly, thời gian di chuyển từ Quảng Ninh đi Hải Phòng, Hà Nội, mà phát huy giá trị của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, góp phần thúc đẩy liên kết vùng tam giác kinh tế phía Bắc, mở rộng không gian phát triển cho toàn khu vực. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định thành công của tỉnh Quảng Ninh trong việc cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, minh chứng cụ thể nhất cho tư duy dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về huy động nguồn lực đầu tư kết nối hạ tầng trong chiến lược phát triển đất nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng.